Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Lê Trọng Tâm. Trong quá trình điều trị răng miệng, đốm trắng trên răng là vấn đề được khách hàng quan tâm và thắc mắc nhiều. Vậy đốm trắng trên răng là gì? Nguyên nhân tại sao? Cách khắc phục? Hãy cùng mình tìm hiểu về vấn đề này nhé. Đốm trắng trên răng có thể là dấu hiệu của sự khử khoáng sớm trên bề mặt men răng. Nguyên nhân là do tình trạng ăn uống vệ sinh răng miệng kém, đồ ăn có nhiều axit đường gây ra bề mặt men răng bị khử khoáng, dẫn đến tình trạng mô răng bị xốp, từ đó gây ra những đốm trắng trên bề mặt men răng. Một nguyên nhân khác nữa của việc gây đốm trắng trên răng có thể là bệnh nhân bị nhiễm fluor ở giai đoạn sớm, thì do chế độ ăn uống, sử dụng nước sinh hoạt có nhiều fluor, do đó làm thay đổi bề mặt men răng, gây ra những đốm trắng trên bề mặt răng. Các nguyên nhân khác ví dụ như men răng kém khoáng hóa, răng bị tiểu sản men, răng bị chấn thương hoặc là răng sau khi tháo mắc cài cũng có thể gây ra những tình trạng đốm trắng trên bề mặt răng. Về phương pháp điều trị đốm trắng trên răng, chúng ta cần phải xác định được chính xác nguyên nhân của đốm trắng trên răng là gì, từ đó đưa ra các phương pháp điều trị thích hợp. Nếu tổn thương đốm trắng trên răng do nguyên nhân là khử khoáng bề mặt men răng, thì nguyên tắc chúng ta điều trị tái khoáng hóa bề mặt men răng bằng cách sử dụng các sản phẩm có chứa nhiều fluor như là kem men răng chứa fluor hoặc là các bột chứa fluor để áp sát trên bề mặt men răng. Tẩy trắng răng cũng là một trong những phương pháp có thể hạn chế được những đốm trắng trên răng. Nhưng cách này có thể có hiệu quả hoặc không. Nếu tổn thương đốm trắng trên răng quá lớn ảnh hưởng đến thẩm mỹ của bệnh nhân, thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp xâm lấn hơn như là chăm răng hoặc là phương pháp phục bình xứ veneer. Cách ngăn ngừa đốm trắng trên răng, chúng ta cần phải thay đổi thói quen ăn uống, hạn chế đồ ăn nhiều đường, axit và tái khám nha khoa thường xuyên khoảng 6 tháng một lần. Với những chia sẻ vừa rồi, hy vọng các bạn có thể giải đáp thắc mắc của mình về đốm trắng trên răng là gì. Nếu có bất kỳ sự thắc mắc nào, vui lòng liên hệ các trang thông tin của nha khoa để được giải đáp nhanh chóng. Tôi là bác sĩ Tâm, xin chào và hẹn gặp lại.